Đây là hộp hạnh nhân lát nướng chín 500g quá xa. Thì 500g hạnh nhân lát như thế này sẽ không bao gồm trọng lượng của vỏ hộp. Hạnh nhân lát Wasaha thì có xuất xứ từ Mỹ. Hạt được nướng chín theo công thức độc quyền Wasaha, được nướng mới liên tục, nướng chín đúng độ. Chính vì vậy cho nên là hạt khi ăn sẽ đảm bảo là giòn, thơm ngon, béo ngậy. Quý khách có nhu cầu mua hạnh nhân lát chất lượng, hãy liên hệ Wasaha qua số điện thoại 0901 444 235 hoặc có thể kết bạn Zalo qua số này.